Hello anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại video của DC. Hôm nay thì mình sẽ lại quay trở lại anh em để review anh em một chiếc máy cân đa răng, hay còn gọi là máy cân bằng động. Thì ngay bên cạnh mình đây đó chính là chiếc máy của hãng Techcom có model là TC1500E nhé. Thì mỗi một cái tiệm mà để làm lốp đó thì thường thường là khi mỗi một lần mình làm lốp là mình phải cân đa răng. Tại sao phải cân đa răng? Khi nhà máy người ta sản xuất ra một quả lốp và một cái đa răng thì nó sẽ không có độ chuẩn xác nhất định. Thì khi mình ghép hai cái bộ phận này với nhau, nó sẽ tạo ra một cái độ sai lệch đó trên một cái phần quả lốp và la răng đấy. Thì khi mình đi với cái vận tốc cao, tốc độ cao thì nó sẽ có một độ rung lắc nhất định. Nếu mình không cân la răng thì nó rất gây hiện tượng là bị ảnh hưởng đến thước lái và hệ thống treo của một chiếc máy. Thì cân la răng nó rất là quan trọng. Thì mỗi một lần anh em vá lốp là anh em tháo lốp xe ra là anh em bắt buộc phải cân la răng lại một lần. Thì hãy cùng mình tìm hiểu qua với chiếc máy cân la răng TC1500E nó sẽ có những cái thông số như thế nào và cách sử dụng của máy là như nào anh em nhé. Đầu tiên là theo máy nó sẽ có là một cái dây nguồn dài 2 m, dây điện 1 pha nhé. Đó. Cái máy này thì sử dụng điện 1 pha 220V, công suất motor là 0,25 kW. Theo máy nó sẽ có thêm một số những cái phụ kiện. Đầu tiên đó chính là cái kẹp, cái độ rộng của la răng. Tiếp tục đến là các cái phần lón để mình lắp trực tiếp vào trục, tùy theo trục to trục nhỏ là khác nhau. Bên cạnh đây chính là nút nguồn on off để mình bật tắt máy nhá. Kèm theo máy chính là một cái kìm để mình kẹp chì đó và tháo chì. Cái này sử dụng cho dòng chì đóng anh em nhé, dòng chì đóng là răng sắt. Trên này thì có những khay để anh em có thể để những cái chì vào như này, để chì vào, chì đóng, chì dán, mình sẽ phân ra những ô nó phù hợp đó. Tiếp tục đến nó sẽ có là một cái màn hình để phần điều chỉnh các phím bấm chức năng. Đây là cái chụp để mình kéo xuống, nó là cũng giống như một cái công tắc, nó khởi động và nó sẽ chắn được cái phần nước, nó sẽ bắn trực tiếp lên. Đó, thêm nữa là một cái thước này để đo khoảng cách của la răng và một trục giữa để mình lắp trực tiếp cái quả lốp lên. Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu từng cái phím một trên bên này nhá. Đầu tiên nhìn vào nó sẽ có hai cái màn hình ở đây. Tay trái là màn hình hiển thị của độ sai lệch mặt trong của la răng, màn hình bên phải là thể hiện sai lệch của mặt ngoài của la răng. Trên này là các cái đèn. Các đèn này là chỉ hiển thị cái vị trí mà để mình biết được là chỉ lệch ở đúng vị trí nào. Thường sẽ có 5 đèn. Bên tay phải mà 5 đèn cùng sáng là đúng cái vị trí 12 giờ. Bên tay trái là cũng là vị trí 6 giờ 12 giờ nó sẽ vị trí sai lệch chỉ. Trên này nó sẽ có đèn alu. Alu này. Alut này, alu 1, alu 2, alu 3 là vị trí đóng chỉ hoặc là dán chỉ cho từng loại la răng khác nhau. Được chưa? Trên này là thể hiện mặt cắt của cái phần la răng. Stop này là dừng máy đột ngột này. OPT là cái phần nút bấm để mình điều chỉnh đảo lốp. Đối với những cái dòng lốp mà nó sẽ bị sai lệch trên 50g thì mình sẽ ấn OPT này để mình dò, mình đảo lốp để khi cái phần cân la răng nó sẽ hạn chế cái chì của chúng ta hơn. Start là mình chạy máy. Đấy, nó file này là nút mình tìm. Cái nút phần static này lúc này mình ít khi sử dụng đến nhá. Thường thường mình không sử dụng đến, cái này là để mình cài đặt sản xuất thôi. Cái alu này mình điều chỉnh cái chế độ alu để mình cân la răng. Còn cái C này là chuyển đổi sang các cái phần khoảng cách, chiều rộng hoặc là đường kính của la răng. Thì mọi người hãy cùng mình bây giờ vận hành em này nhá. Mình sẽ đặt vào này, đặt vào xong mình sẽ lựa chọn nhá. Mình sẽ lựa chọn cái lón nó phù hợp với cái trục của cái phần la răng này. Đó, sẽ làm bên trong nhá, là mình đưa cái khóa này vào, mình cầm khóa khóa vào này. Mọi người lưu ý nhá, khi mình cân la răng thì mình siết chặt cái này nhá. Siết thật chặt nhá. Đó, siết thật chặt xong, mình kiểm tra cân nó đã đủ hay chưa, và cái phần nữa là gì, lốp nó đã bị mòn quá hay chưa, nó bị mòn không đều hay không, hoặc méo lốp hay không, hoặc la răng bị méo hay không. Nếu trường hợp mà bị mòn không đều hoặc là méo lốp, méo la răng thì mọi người cân thế nào cũng không phải không đâu. Đây là cái lưu ý nhá anh em nhá. Đó, tiếp tục đến bây giờ mình sẽ vận hành nhá. Vận hành thì bây giờ mình sẽ nhìn xem là em này là lốp bao nhiêu trước này. Đấy, lốp bao nhiêu là R15 nhá. Đấy, cái này cái 15 này. Đầu tiên là mình sẽ đánh giá là lốp này mình sẽ là la răng gì. Đây là la răng đúc. Mình sẽ lựa chọn cái phương án là mình sẽ dán chì mặt trong và dán chì mặt ngoài. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi tìm chế độ alu trước này. Đây chế độ alu đây nha, mọi người nhìn thấy nào. Đây là cái thể hiện mặt cắt này. Mặt cắt của la răng này, đây này. Đó, thì mình sẽ đây là dán mặt ngoài và đóng. Này, đóng, dán mặt ngoài và đóng mặt ngoài. Đó, cái này là alu 2 này, là dán mặt trong này và dán mặt ngoài.
Đó, còn chế độ Alu 3 đó là đóng phần ngoài và dán phần bên trong. Thường thì đối với la răng đúc thì mình sẽ hay lựa chọn về chế độ Alu 2 nhiều hơn anh em nhé. Đó thì bây giờ mình đã chọn về chế độ Alu 2 rồi. Bây giờ mình sẽ đo trước này. Mình đo cái chế độ A trước này. Đó, đây nó sẽ thể hiện lên này là 85 này. Được chưa? 85 này. Thì mọi người nhìn ở trên này nhá, nó sẽ đây là A này, đây là A này. Đúng chưa? Mình phải điều chỉnh đúng cái phần chế độ của nó nhá. A này mình cho 80 này. 80 thì mình lên xuống này, điều chỉnh này, giảm tiến này. 80 ok rồi, được chưa? Mình sẽ chuyển sang cái chế độ này, chuyển chế độ ấn C này, chiều rộng của la răng nhá. Thì mọi người nhìn ở trên này, này nó sẽ có cái phần vị trí đặt này, mình sẽ đặt vào mép ngoài của cái phần la răng này. Mọi người nhìn trên này nhá, nó sẽ có nút này 60, 65, 70 này, thì đây là 70 nhá. Đó, mình sẽ nhập 70. Thì bây giờ mình phải điều chỉnh sang đã, mình phải điều chỉnh sang cái chế độ này. Đây nhá. Đó, mình sẽ lựa chọn đúng nhá. Nó sẽ là 70 nhá. Đó, khi 70 ok rồi nhá. Mình sẽ ấn tiếp C này để chuyển sang này. Đấy, sang đây này, ấn vào 15 này. À, khi ok tất cả mọi thứ rồi mình sẽ ấn start này. Và mình kéo xuống để cho chạy máy này. Nếu tự tìm cái vị trí sai lệch. Đó, nó chạy xong nó sẽ tự dừng anh em nhé. Đang báo là mặt ngoài là không lệch gam, mặt bên trong lệch 20 gam, được chưa? Thì bây giờ ok, cái vị trí lệch mình đã biết là bên trong lệch 20 gam rồi. Bây giờ mình sẽ lựa chọn chì để mình dán cho nó đúng với cái sai lệch, đúng với cái sai lệch. Đây là 20 này, đây là 10 gam này, 15, 20 này. Đó, mình sẽ bóc ra mình sẽ dán trực tiếp lên trên cái quả phần vị trí sai lệch nhá. Thì bây giờ mình sẽ lựa tìm cái vị trí sai lệch bằng cách nào? Bây giờ mình sẽ quay quả lốp này. Quay quả lốp mọi người nhìn nhá, trên đây nhá. Đây nhá, mọi người nhìn đấy nhá, nó sẽ báo đèn sáng này, nó tít tít này. Nó tít tít cái là mình sẽ tính đúng vào cái vị trí nhá. Vị trí 12 giờ nhá. Đúng vào vị trí 12 giờ thẳng trục lên này, mình dán vào này. Đó, vị trí 12 giờ này, thẳng trục lên mình dán vào. Đó, sau đó bây giờ mình chỉ cần kiểm tra thôi. Mình cứ khi nào mình nghe tiếng tít 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 thì đó là cái vị trí mà sai lệch nhá. Đó, ok, bây giờ mình sẽ quay này. Mình sẽ kiểm tra xem nó về không chưa. Rất nhiều dòng xe mình phải cân 2 lần đến 3 lần mới về không được, tại vì nhiều quả lốp nó bị méo hoặc nó vẹt không đều. Đó. Đây mọi người nhìn này, đã về không. Như này đã là ok. Nhưng một cái lưu ý nữa là khi anh em cân la răng xong nhá, đã về không rồi, tuyệt đối mình sẽ có rất nhiều khách hàng hỏi là ô bây giờ tôi muốn hạ xuống, tôi cân lại. Thì mọi người phải lưu ý là khi mình đã cân rồi, ở trên trục này đã ok rồi, mọi người chỉ việc lắp vào xe khách hàng thôi. Còn muốn cân lại thì mình chỉ có kiểm tra trực tiếp ở trên này luôn, bằng cách mình sẽ kiểm tra lại xem đã về không ok chưa.